Xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà là một trong những địa phương có diện tích rừng tương đối lớn với hơn 10.000 ha. Đặc thù là khu vực có địa hình dốc, đồi núi hiểm trở. Xác định nhiệm vụ phòng chống cháy rừng trong mùa khô là nhiệm vụ quan trọng. Tại tiểu khu 229-230 thuộc địa phận xã Phú Sơn, như thường lệ, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà đã tiến hành giám sát công đoạn xử lý thực bì của đội chuyên trách cấp xã, cũng như các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng. Đối với hơn 20 hộ dân nhận khoán tại tiểu khu này, Ban Quản lý rừng phòng hộ đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách của xã tích cực vận động, tuyên truyền người dân chấp hành quy định về bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng, đặc biệt trong giai đoạn mùa khô, phải tuân thủ đúng quy trình xử lý thực bì, lựa chọn đốt đúng thời gian, địa điểm. Sau khi rà soát các khu vực, lực lượng chuyên trách của xã cùng với các hộ dân nhận khoán chủ động xử lý thực bì ở các khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Năm 23 được xác định là làm sao cái nó rất lớn, nên cái công tác phòng cháy là rất xảy ra rất chưa biết nó bất chợt lúc nào, và một cái thứ hai xảy ra cháy lớn ở đâu thì chưa xác định được. Nhưng mà riêng đội đã xác định làm sao một số điểm cháy chính mà có khả năng gây thiệt hại tới tài nguyên rừng, nó chính là khu vực 239, 229 và khu vực 230, 231, đó là những cái điểm có khả năng xảy ra cháy rất lớn. Vì đến cuối năm là tới giờ này là sao ban, đối với ban quản lý rừng á, ông đã làm xong các phương án phòng cháy. Vì chính vậy mà làm sao trên đội thực hiện theo cái phương án phòng cháy của đơn vị đã tổ chức, làm sao đi thu gom phát dọn các đường ranh, tránh tình trạng cháy lan cháy trồng trên các cái địa điểm này. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Lâm Hà hiện đang quản lý trên 34.000 ha diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa bàn có địa hình tương đối phức tạp. Để chủ động nắm bắt kịp thời diễn biến rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà đã phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ động bố trí lực lượng, tăng cường công tác tuần tra, thường xuyên kiểm tra các vùng trọng điểm, tập trung tại các xã Phú Sơn, Phi Tô, Đông Thanh, Phúc Thọ. Bố trí trực 24/24 giờ, đảm bảo quân số trực 100% trong thời điểm nắng nóng, khô hanh kéo dài. Thực hiện phương châm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ và hậu cần tại chỗ để triển khai các biện pháp chữa cháy rừng, xử lý sự cố phát sinh có thể xảy ra nhằm không ảnh hưởng đến tài nguyên rừng. Thì hiện nay đã bước vào mùa khô, dự báo thời gian tới thì hiện tượng El Nino sẽ gây rất nhiều khó khăn trong công tác phòng cháy chữa rừng mùa khô 2023-2024. Hiện nay là đơn vị đang khẩn trương thực hiện các hạng mục theo phương án phòng cháy chữa rừng đã được các cơ quan chức năng phê duyệt. Thứ nhất là phối hợp với hạt kiểm lâm, ban lâm nghiệp các xã thị trấn, lực lượng nhận khoán tăng cường tuần tra canh gác 24/24 giờ để tại các vị trí nhiều rừng trồng và có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để nhằm kịp thời là phát hiện và chữa cháy kịp thời. Và đặc biệt là những địa bàn có nhiều rừng trồng như là Phú Sơn, Phi Tô, Gia Lâm và Nam Ban, tình trạng lây lan cháy lan. Thứ ba nữa là ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với các hộ dân gần rừng và có nương rẫy gần rừng. Công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng được xem là một trong những công việc quan trọng hàng đầu. Sự vào cuộc của đơn vị chủ rừng cũng như lực lượng tuần tra trên địa bàn huyện đã được triển khai đồng bộ khi không xảy ra vụ cháy rừng gây thiệt hại đến tài nguyên rừng. Tuy nhiên, để công tác này thật sự có hiệu quả, chính mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, góp phần cùng chính quyền, địa phương duy trì sự ổn định, phát triển tài nguyên rừng. Bảo vệ môi trường sinh thái, ngăn chặn đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng xảy ra, nhất là trong giai đoạn mùa khô hiện nay.